Xin chào các bạn, tôi là Leo, tôi đến từ chương trình học vẽ Corel của các ví dụ. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn những nhóm lệnh cơ bản thường hay sử dụng trong Corel. Thứ nhất là lệnh group, lệnh combine, lệnh while, lệnh trim và intersect. Đầu tiên lệnh group là gì? Lệnh group khi chúng ta vẽ ra các đối tượng rời rạc với nhau và chúng ta muốn chọn nó thành một khối thì chúng ta lệnh group. Combine là lệnh đục rỗng các đối tượng giao nhau. Lệnh weld tức là mình sẽ hàn hai đối tượng lại với nhau. Lệnh trim là dùng để cắt. Các bạn có thể xem áp dụng lệnh trim trong bài vẽ nửa quả cam của tôi đã đăng. Và lệnh intersect. Intersect là lấy phần giao nhau. Bây giờ tôi sẽ làm ví dụ cho các bạn xem. Đầu tiên lệnh group. Ví dụ tôi có một hình vuông như thế này. Một hình tam giác. Chúng ta vẽ một ngôi nhà đi. Đây. Ví dụ là như thế này. Thì nếu mà chúng ta muốn di chuyển đi đâu đó, bạn thấy đây là hai đối tượng rời rạc với nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn khối hết toàn bộ. Và chúng ta chọn lệnh group. Bây giờ đây sẽ là lệnh một đối tượng. Đây là lệnh group. Nếu như chúng ta không muốn group nữa và chúng ta tách hai đối tượng này rời rạc với nhau, chúng ta có lệnh ungroup ở đây. Bây giờ ungroup, nếu chúng ta có nhiều đối tượng group lại với nhau thì chúng ta có thể chọn là ungroup all. Nó sẽ tách ra hết tất cả đối tượng lại của mình. Tiếp theo lệnh combine. Lệnh combine tôi đã nói là lệnh đục rỗng đối tượng giao nhau. Ở đây. Ở đây tôi cho nó màu xanh, đây tôi cho nó màu đỏ, rồi chọn hết lại với nhau và tôi sẽ chọn combine. Các bạn thấy ha, bây giờ nó thành một đối tượng và đục rỗng ngay giữa đấy ha. Rồi tiếp tục lệnh weld. Lệnh weld của mình thì như thế nào? Nó sẽ hàn hai đối tượng lại với nhau giữa này ha. Rồi chúng ta chọn hai đối tượng này lại. Rồi chúng ta chọn lệnh weld, lệnh weld nằm đây. Các bạn nhớ ha, chúng ta phải chọn hai đối tượng trở lên thì chúng ta sẽ mới hiện ra các thành tựu như đây. Nó sẽ hàn lại nhau, hai đối tượng thành một đối tượng. Rồi tiếp theo là lệnh trim. Lệnh trim như tôi đã hướng dẫn nó ở trong bài vẽ nửa quả cam, thì các bạn có thể xem bài đó để chi tiết hơn. Bây giờ tôi chỉ giới thiệu bạn sơ qua thôi. Ví dụ bây giờ tôi muốn vẽ hình tròn. Bây giờ tôi chỉ muốn vẽ nửa hình tròn thôi. Thì làm sao? Thì tôi có thể dùng một cái hình chữ nhật nằm đây. Cái này tôi hay gọi là đối tượng ở lưỡi dao. Lưỡi dao tại vì tôi sẽ dùng nó để cắt cái hình tròn này. Chúng ta sẽ chọn hai đối tượng. Và chúng ta sẽ chọn lại chim. Đây nha, em có được nửa vòng tròn và đồng đối tượng nha. Rồi bây giờ tới phiên lệnh intersect. Lệnh intersect là gì? Lệnh intersect là dùng để tạo ra lấy cái phần giao nhau của hai đối tượng. Ví dụ tôi có thể lấy một làm hình như thế này, vì tôi muốn lấy cái phần này. Chúng ta tôi có thể quét hai cái lệnh intersect. Rồi bây giờ tôi có thể tô màu, ví dụ tôi tô màu này. Rồi tôi sẽ cho cái đối tượng này đi xuống phía dưới. Rồi đây chúng ta có cái phần giao nhau. Rồi chúng ta có thể tung vàng lên cho nó nổi đấy ha. Và đây là năm nhóm lệnh này, là nhóm năm nhóm lệnh cơ bản mà chúng ta thường hay sử dụng nhiều nhất ha. Lệnh trim thì tôi đã có một ví dụ rồi ha. Các lệnh còn lại tôi sẽ tiếp tục làm những video clip ví dụ tiếp theo cho các bạn thì dễ hiểu hơn. Trong video clip này tôi chỉ giới thiệu sơ và cái nhóm lệnh cơ bản mà chúng ta thường hay sử dụng thôi. Các bạn nhìn thấy ví dụ như cái logo này của tôi cũng group nó lại. Tôi cũng group logo lại các đối tượng như thế này. Tôi hy vọng qua bài học ngày hôm nay các bạn có thể hiểu rõ hơn về các nhóm lệnh cơ bản trong Corel. Rồi.
Nếu như các bạn có thể truy cập vào website corel.trung.học.edu.vn để có thể cập nhật được bài viết nhanh nhất. Khi vào web, các bạn có thể để lại email cho tôi. Khi có clip mới, tôi sẽ gửi mail đến cho các bạn. Hoặc là nếu như các bạn có những liên hệ nào thắc mắc riêng, thì các bạn có thể gửi mail cho tôi địa chỉ corel@trungtamtinhoc.edu.vn. Và cách nhanh nhất đó là các bạn có thể comment và là hỏi vấn đề nữa ở ngay dưới cái đoạn video clip, thì tôi sẽ trả lời nhanh hơn và cũng có thể giúp giải đáp cho tất cả các bạn khác còn lại. Xin cảm ơn.